Dạ vâng ạ, em Tiến em xin phép kính chào toàn thể quý anh chị. Thì hôm nay thì rất vui thì lại được quay lại chia sẻ với các anh chị về các cái sản phẩm mà xe thì hiện tại cửa hàng em đang có. Thế thì giới thiệu với anh chị này, 100% xe ở trong nhà đều là xe hiện tại em đang bày bán hết nhá. Còn những cái sản phẩm mà bán rồi kiểu lại loại là khách có đặt cọc thì em sẽ cất hết về kho thì ở ngay bên cái đường bên kia. Còn ở nhà đây thì có sản phẩm nào các bác thích thì các bác có thể alo với em và mua ngay lập tức để cho các bác. Em xin phép được giới thiệu dần dần này. Đợt này thì nhà em thì lại mua có nhiều thêm về các cái sản phẩm đa dạng hơn. Em có về các cái sản phẩm như morning, đặc biệt là morning van nhá. Thì nhà em đến thời điểm như bây giờ thì đến chiều ngày hôm nay thì phải rơi về đâu đó được khoảng tầm 5 chiếc morning van loanh quanh là đời 14, 15 và 16 nha các bác. Duy nhất là có một chiếc morning SI, đây em giới thiệu các bác ngay từ đầu ấy luôn. Morning SI đời 2018, con này thì độ quá là nhiều đồ luôn. Cái độ chất của nó đừng hỏi. Và lăn bánh được chủ cũ mới đi được có hơn 1 vạn cây số thôi ạ. Chiếc này của em thì đầy độ nhá. Đèn này, body kit trước này, độ mặt ấy này, body kit. Nói chung body kit quanh xe này, lốp này. Và bên trong trang bị rất là nhiều. Đó, và những sản phẩm này thì hiện tại là em đang chào bán là 355 triệu đồng nha các bác nhá. Morning này. Tiếp tới thì đây nó là những cái sản phẩm như này thì nó là những cái sản phẩm rất là chính chuyên ở cửa hàng của em rồi. Em hay làm về phân khúc B, C. C thì có gì? Có Altis, có Mazda, có Kia Seato và có Hyundai Elantra thì hiện tại em đang đầy đủ hết. Ở Altis bản 1.8G đời 2014 màu nâu cát, xe lăn bánh được 5 vạn 2 km và biển số gốc tỉnh nha anh chị nhá. Sản phẩm này thì em đang bán là 565 triệu đồng ạ. Xe biển số gốc tỉnh. Tiếp tới là em có Mazda 3 bản Premium, động cơ 1.5 bản Premium model mới nha các bác. Màu đỏ pha lê. Chiếc này của em thì chạy được 2 vạn rưỡi km và giá em chào bán cái thời điểm này là 775 triệu đồng. Xe tiếp tục, con này là xe biển tỉnh. Thật ra thì lô ở nhà em đợt này đa số là xe biển tỉnh. Anh chị đừng có lăn tăn, bởi vì nếu mà mua về Hà Nội ấy, anh chị lăn tăn là bây giờ mà lấy về Hà Nội thì nó sẽ bị mất 20 triệu với tiền biển. Không 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 đâu ạ. Nghĩa là nhá, một chiếc này, hai chiếc này em thử ví dụ lên hai chiếc xe y xì nhau. Và một sản phẩm này là xe biển thành phố này, sản phẩm này xe biển tỉnh. Thì biển thành phố này, chi chiếc này chẳng hạn em sẽ mua được 500 triệu. Còn chiếc này biển tỉnh thì em đã tự khắc trừ đi 20 triệu em chỉ mua 480 triệu thôi. Đó, cho nên là không khi nào cái xe biển tỉnh này bằng giá xe biển thành phố đâu các bác ạ. Cho nên các bác không lo đâu, không phải sợ thiệt. Chỉ được một cái lợi thế hơn là nếu mà xe biển tỉnh em bán được 2 ly. Em bán được về cả về ly Hà Nội và bán được cả về ly tỉnh nha anh chị nhá. Đấy, tiếp tới thì Mazda 6 2.0 đời 2015. Động cơ 2.0 anh chị này và lăn bánh được hơn 4 vạn cây số. Em đang chào bán cái sản phẩm này là cái giá trị của nó với thời điểm như bây giờ là loanh quanh rơi khoảng tầm 600 triệu nhô, 600 triệu một chút. Tiếp tục, con này là xe biển tỉnh. Và giới thiệu với anh chị, chia sẻ với anh chị là cái thời điểm này này, xe cộ nó là cái giai đoạn cuối năm, giai đoạn giáp Tết mà mua bán nó rất là khó, đôi khi nó là khó. Thậm chí như bọn em mua ấy, không thể mua theo cái giá cũ như một tháng hoặc là hai tháng trước đổ lại được. Em chấp nhận em phải mua cao hơn. Thế là chia sẻ với anh chị cái giá tầm thời điểm cuối này có thể nó sẽ bị đại loại là nó sẽ tăng. Nó sẽ bị biến động hơn vì cái giai đoạn cuối năm mà anh chị. Nhưng mà nó không phải là con số nhiều, nó chỉ chênh rơi vào độ khoảng mức độ từ 5 đến 10 triệu đồng một sản phẩm cho anh chị ạ. Đây là chiếc Civic RS đời 2019. Lăn bánh được hơn 2 vạn cây số này anh chị này, nó là bản full của Honda Civic đấy. Nói chung nhìn về Civic thì kiểu dáng trẻ khỏe. Nói chung là đi và được cảm giác lái thì nó đầm mà nó sướng lắm. Và sản phẩm này thì là em bán là hơn 800. Chính xác là như chiếc này là em đang bán là 865 triệu nha anh chị nhá. Và tất cả các cái giá thì em mà có chia sẻ tới anh chị ấy, giá là em sẽ còn thương lượng chứ không phải, đấy nó không phải là nguyên em đọc giá nào là em bán giá đấy đâu anh chị ạ. Chung quy nó là thuận mua vừa bán, anh chị cảm thấy cái giá nào hợp lý thì anh chị bảo em cảm thấy ok được rồi thì là em sẽ bán. Đó. Mazda 3 này, Mazda 3 đời 2018. Sản phẩm này thì lăn bánh được 2 vạn, hơn loanh quanh được hơn 2 vạn cây số. Và cái giá của Mazda 3 thời điểm này thì nó phải loanh quanh vào cái mức độ trên 600 triệu. Chiếc này của em là biển thành phố nhá, chính xác là em bán là 635 triệu ạ. Đây cũng là một sản phẩm Altis nữa, Altis hiện tại em đang có khá nhiều ấy. Thế sau hai cái sản phẩm này thì hai sản phẩm cùng phân khúc với nhau.
Nhưng Atis đi thì nó ăn đứt bọn Mazda, ăn đứt bọn Kia Seto anh chị ạ. Đi nó đầm, nó chắc lắm. Nhưng mà bù lại thì Atis nó lại không điệu. Nó lại tính năng sử dụng của nó lại không hay như thằng Kia Seto, mà nó lại không điệu như thằng Mazda, đúng không ạ? Nhưng mà cảm giác lái thì nó rất là thích. Atis trước này của em là màu y xì như chiếc 24 em vừa có rồi đấy. Nó đời là bản 1.8G nhưng mà là đời 2015 và lăn bánh được 4 vạn cây số. Và giá của sản phẩm này thì em bán là 585 triệu nha anh chị nhá. Xe biển số gốc tỉnh ạ. Đây tiếp tới đây nó toàn là những cái sản phẩm mà đại loại là nhắc đến quý nhà em thì nó là cái sản phẩm từ xưa đến giờ rồi, nó là chính chuyên rồi. Mazda 3 đời 2018 màu đỏ. Xe tư nhân một chủ biển số gốc tỉnh. Lăn bánh được 2 vạn mốt mai thì tính ra chỉ nó rơi vào khoảng loanh quanh được 3 vạn 4, 3 vạn rưỡi rồi anh chị ạ. Giá cũng thế thôi. Mazda 3 đời 2018 thì nó phải là cửa tiền trên 600 triệu nha anh chị nhá. Đấy các bác cứ xem đại loại là hôm nay thì em sẽ có gọi là tổng thể em đúc kết, em tổng hợp lại tất cả các sản phẩm xe ở nhà đang có. Đấy thì khi anh chị cần hay là cần cái thông tin của từng sản phẩm một nào hay từng cái giá nào thì thứ nhất là alo cho em ở số điện thoại bên dưới. Hoặc là anh chị vào cái kênh bán hàng nhỏ của em ấy là Tiền Từ Quý để anh chị xem tổng thể hơn về các cái sản phẩm nhá. Kia Seto, còn mấy cái sản phẩm Seto tầm này thì rất là hot này. Kia Seto 1.6 đời 2018, lăn bánh được hơn 2 vạn cây số, biển số gốc tỉnh nha anh chị nhá. Và như cái sản phẩm này thì hiện tại em đang bán là loanh quanh tầm cái giá, mức giá của nó là tầm dưới 600 triệu quay đầu. Hyundai Accent đời 2019 bản tiêu chuẩn. Con này quá đẹp luôn này các bác. Giá thì loanh quanh 500 triệu, Accent bản tiêu chuẩn đời 2019, loanh quanh tầm giá của nó là loanh quanh tầm giá 500 triệu nha anh chị nhá. Tiếp tới đây Seto thì em lại có một màu nữa, màu vàng cát. Kia Seto màu vàng cát đời 2017 và lăn bánh được hơn 3 vạn cây số. Những sản phẩm này thì rộng rãi này, có nhiều tính năng sử dụng và cái giá của Seto 2017 rất là êm. Nó chỉ loanh quanh và cái mức độ giá của nó là rơi vào khoảng tầm 550 triệu thôi anh chị ạ. Đó cho nên là anh chị mà có cần những cái sản phẩm nó thực ra là vừa tầm tiền như 500 triệu hay là đến 600 triệu, rất là nhiều sự lựa chọn. Đây van thì hôm nay van thì em sáng nay bán được một chiếc. Bây giờ có một chiếc van đời 2014. Chiều nay là em có 5 chiếc van cơ. Chiếc van này của em đời 2014 và lăn bánh được hơn 4 vạn cây số. Xe nhập khẩu nguyên trước nha anh chị nhá. Và như cái sản phẩm này thì em đang có giá chào bán là 265 triệu. Tiếp tục là cái giá chào bán thôi và sẽ còn thương lượng rất là nhiều. SUV thì em có chiếc duy nhất một chiếc xe to này. GX350 đời 2013. Ở trước này thì loanh quanh cửa tiền tầm 2 tỷ nha anh chị nhé. Đây quay về những cái sản phẩm chính chuyên đi, em giới thiệu cho anh chị nó sẽ dễ hơn. Mazda CX-5 2.5 đời 2016, lăn bánh được 5 vạn 2 km và biển số gốc Sài Gòn, biển thành phố. Trước này thì giá của nó, thời điểm này để sở hữu nó cũng rất là hợp lý. Loanh quanh rơi vào cái mức giá nó, loanh quanh rơi vào khoảng tầm 700 triệu, hơn 700 triệu một chút thôi là anh chị lăn bánh và sở hữu rồi. Nói chung là em từ giờ đến cuối năm thì nó sẽ luôn là cái những cái sản phẩm như này. Nó luân phiên nhau, hết xe này xe khác lại về và màu này và màu khác lại về. Nói chung là các đời và các màu em hứa với anh chị này em đều sẽ có hết. Mazda 3 hatchback đời 2018, xe màu trắng, trước này độ cũng được trang bị khá nhiều thứ ấy. Đèn này, mặt màn hình ở bên trong, hát kính, nói chung là con này được trang bị nhiều. Xe lăn bánh được 2 vạn rưỡi km và giá của Mazda 3 đời 2018 đấy, em chia sẻ với chị rồi, nó nằm trên khoảng giá tầm 600, hơn 600 triệu một chút thôi. Tiếp tới thì em có tiếp là xe phân khúc C để Honda City. Honda City bản CVT đời 2017. Em đang chào bán con này là 475 triệu và xe lăn bánh được 4 vạn cây số. City này. Tiếp tới thì Atis đấy, em có hai chiếc màu nâu. Và chiếc này của em là bản là màu đen này, bản 1.8E đời 2018. Lăn bánh được 1 vạn 6, 1 vạn 7 km thôi và cái giá của con này, sở hữu con này rất là ok. 655 triệu đồng là anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Và tiếp tục đấy nó chỉ là cái giá chào bán thôi nha anh chị nhá, và em sẽ còn thương lượng. Cái Mazda 3 thì với cái tầm cửa tiền 500 triệu thì anh chị đi được cái Mazda, chọn được Mazda 3 đời nào anh chị chọn được đây. Cái tầm hơn 500 triệu anh chị được này, Mazda 3 đời 2015 này, Mazda 3 đời 2016. Hai sản phẩm này của em thì nó chỉ nằm ở cái khoảng tiền hơn 500 triệu một chút thôi.
Đấy, anh chị cần thông tin hay là cần cụ thể chính xác từng cái thông tin sản phẩm nào thì alo cho em nhá. Mazda 3 này, tiếp tới thì vai ớt màu vàng cát. Chiếc này của em là đời 2015 và lăn bánh được 4 vạn cây số. Và giá bán của chiếc vai ớt này màu vàng cát này thì rơi vào đâu đó rơi vào khoảng tầm hơn 400 triệu. Em bán là 445 triệu. Và đây thì Seto em rất nhiều đúng không? Atit em có này, Mazda 3 em có, Seto em có, Seto em lại có đủ màu nhá. Em có màu xám ở đây đời 2019 này, và em có màu đỏ đời 2019, đều là bản Luxury. Chiếc này thì chạy được 2 vạn và sản phẩm này chạy được 1 vạn 8 km. Và cái giá của Kia Seto thì từ xưa đến giờ vẫn thế rồi, nó sẽ nằm ở khoảng giá là loanh quanh trên 600 triệu một chút. Đó nha anh chị. Đây là chiếc cuối cùng em muốn giới thiệu này, Honda City đời 2017, bản CVT và lăn bánh được 4 vạn cây số. Những sản phẩm này thì giá của nó loanh quanh 500 triệu thôi là anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Đó anh chị ạ. Nói chung là tất cả các sản phẩm mà xe nhà em đang bày bán đây thì nó sẽ nằm ở những cái sản phẩm như này. Anh chị mà theo dõi, có theo dõi về Từ Quý Auto thì anh chị cũng đại loại là cũng nắm được và cũng hiểu các cái sản phẩm nhà em hay làm. Đó thì hy vọng là anh chị sẽ theo dõi và ủng hộ cho anh em nhà em, cho cửa hàng, cho showroom Từ Quý Auto chúng em. Đó, và rất vui, rất cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ. Em Tiến, em chào anh chị.